Anh em chào mừng em đã đến với Em Tùng Audio Hải Dương. Nếu anh em đang tìm mua những cái mẫu mic không dây của Shure thì đừng bỏ qua dòng mic Shure UX38 Plus phiên bản model 2024, một trong những mẫu sản phẩm mic đang rất là hot trên thị trường âm thanh và với mức giá thành sắp xỉ hơn 2 triệu đồng là anh em đã sở hữu ngay cho mình một con mic không dây vô cùng chất lượng của Shure rồi. Và đặc biệt là cái dòng mic này có rất nhiều tính năng công nghệ hiện đại và giá thành hấp dẫn, cũng như là cách thức sử dụng đơn giản hiệu quả với tính năng bền bỉ nữa. Là tổng hợp những gì tốt nhất của những cái dòng mic không dây cộng lại, Shure UX38 Plus chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người khó tính. Và ngày hôm nay thì bên Em Tùng Audio tiếp tục lên sóng cho anh em để chúng ta có thêm lựa chọn hoàn hảo cho dàn máy gia đình, đặc biệt là hỗ trợ thêm cho giọng hát của anh em. Và đây là hình thức giao diện của dòng mic Shure UX38 Plus với model 2024, thiết kế giao diện đẹp mắt, giá chủ đạo sẽ là màu đen cho anh em với bộ đồ thu. Và quý anh em tìm hiểu chi tiết hơn nữa đến từ bộ sản phẩm mic không dây này các bác nhá. Điều đầu tiên mà khi chúng ta sử dụng những cái dòng mic không dây đó là gì ạ? Các bác biết là nó sẽ mang lại cho phòng hát gia đình những gì không? Đó là cái hình thức chuyên nghiệp khi chúng ta sử dụng những cái bộ mic không dây, đúng không ạ? Kể cả anh em đi mua những cái bộ mic dây mà giá thành đắt đỏ, thật sự chất lượng âm thanh tốt thì khoảng tầm 5-7 triệu đồng một con mic dây đi. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng mic không dây kể cả vài triệu, 1-2 triệu thôi, nhưng mà chúng ta sử dụng những cái bộ mic không dây nó cũng sẽ mang lại cho anh em thái độ chuyên nghiệp khi chúng ta sử dụng phòng hát gia đình, phải không ạ? Đấy, chứ còn biết là chất lượng âm thanh như thế nào, sử dụng bộ mic không dây trong phòng hát gia đình nó rất là sang trọng. Đấy, nó mang lại cho anh em cái thái độ chuyên nghiệp khi chúng ta sử dụng trải nghiệm âm thanh. Và ở trên cái dòng mic Shure UX38 này lại có rất nhiều tính năng hiện đại nữa mà xuất hiện trên những dòng mic không dây cao cấp mới làm được. Còn bây giờ thì mời anh em tham khảo chi tiết hơn nữa đến từ dòng mic Shure 38 nhé. Giao diện thiết kế sẽ là phiên bản phay nhôm bộ thu đấy các bác. Và cái phiên bản này thì sao, chống em gì tốt hơn so với những phiên bản mặt sắt hay mặt nhôm thông thường? Chúng ta sẽ có hai mặt màn hình hiển thị cho hai cổng mic với đầy đủ chế độ tần số, thêm các phím chiết áp volume hay là các phím bấm để có thể thao tác đơn giản như là tăng giảm âm lượng mic A mic B, chuyển đổi tần số thủ công, chuyển đổi tần số tự động bằng cách nhấn cho em nút set và nhấn tiến lên lùi xuống để thao tác trên các phím bấm cho em. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 4 dâu anten đi kèm với dòng mic Shure UX38. Đây là dâu anten phía sau. Dâu anten để làm gì các bác? Để bắt sóng xa sóng gần, tức là chúng ta có thể đi xa khoảng cách tầm 5 cho đến 60 mét ví dụ như những cái dòng mic như thế này. Đấy, chúng ta đi xa với bộ thu, chúng ta đứng ra xa 5-60 mét chúng ta alo vẫn thoát được giá tiếng. Đó là cái chế độ sóng xa sóng gần của dòng mic Shure 38 Plus. Và đây là thiết kế tay mic mà chúng ta không nên bỏ qua, một trong phiên bản tay mic rất đẹp. Phiên bản màu cà phê lớp sơn bóng bên ngoài, độ lặng ổn định, tay mic to, đế dài, chắc tay, cầm nắm rất thoải mái. Thêm tính năng tự ngắt trên phần tay mic, có cảm biến gia tốc nữa. Đấy, tất cả tính năng đặc biệt của dòng mic Shure 38 Plus đã có và em cũng đã giới thiệu qua cho anh em rồi. Còn về chất lượng âm thanh như thế nào, cùng với anh em lắp tai nghe và trải nghiệm thử âm thanh của dòng mic Shure 38 Plus nhá. Đây 1 2 5 6 7 8 9 7, đây 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 đây 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 trải nghiệm âm thanh đến từ dòng mic Shure UX38 Plus. Đây là một trong dòng mic không dây vô cùng chất lượng, đúng không ạ? Mang đến cho anh em cái chất giọng âm thanh khỏe khoắn này, âm thanh có tiếng ấm này và rất là dễ hát, có độ định tiếng tốt nữa. Với dòng mic Shure 38 Plus không hề vỡ tiếng một chút nào cả, âm thanh chắc tiếng này, thoát tiếng cực kỳ khỏe luôn và có chế độ sóng xa sóng gần, cộng thêm rất nhiều tính năng nữa. Trong khoảng tầm giá sắp xỉ hơn 2 triệu đồng thì đây chắc chắn sẽ là con mic không nên bỏ qua thời điểm hiện tại, vừa bền, vừa đẹp, vừa chất lượng và vừa hiệu quả. Và nếu như các anh em đang thiếu những bộ sản phẩm mic không dây, hoặc có thể tham khảo đến dòng sản phẩm mic Shure 38 Plus với giá tốt nhất tại cửa hàng Em Tùng Audio và cách liên lạc theo số điện thoại bên em đã ghi sẵn ở trên màn hình 0979629336 để nhận được tư vấn và hưởng đến mức giá ưu đãi đặc biệt đến từ dòng mic không dây chuẩn chất lượng năm 2024 đến từ Shure, đặc biệt là dòng mic Shure 38 bên Em Tùng đang giới thiệu trên video ngày hôm nay. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.